lấy nhau về là mình định ở đâu? Trước mắt là ở nhà của ba mẹ chị, rồi sau này mua vé số Vietlott chẳng hạn, chung cái thì mua nhà hai đứa ở riêng. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ. Rồi, chào em. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Vâng, xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả các khán giả trong trường quay. Em tên là Bùi Bảo Châu, năm nay em 26 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm giáo viên dạy tiếng Nhật. Giáo viên dạy tiếng Nhật. Quê em ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở đây luôn chị. Ở đây luôn. Dạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Tiến, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ thành phố Bảo Lộc, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Về công việc thì trước đây em làm kế toán, nhưng do vì lý do sức khỏe nên em đã nghỉ việc và chuyển qua bán hàng online và làm nhân viên mặt thêm cho hàng sữa iPod ấy chị. Dạ. Giờ mình làm ở nhà ha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Đặc điểm của em thì em rất là hiền. Em, mọi người hay nói là em hiền nếu mà bị người khác bắt nạt luôn á chị. Rồi nói chung em cũng tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Mọi người nhờ em làm gì em cũng làm hết á. Không chứ mà không biết từ chối là gì luôn á chị. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì? Về khuyết điểm của em á thì em hiền quá, dễ bị người khác bắt nạt và hay bị người khác lợi dụng á. Tại vì em dễ tin người lắm chị, ai nói gì em cũng tin hết á. Hồi đó giờ bị lợi dụng gì rồi? Lợi dụng là ví dụ như trong công việc á thì em hay bị mấy bạn là dồn hết công việc cho em làm á. Mình em làm hết nhiều việc á nhưng mà em không bao giờ thay em vậy đó, cũng kệ chịu hết rồi. Dạ. Bạn trai, ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em thì do em học công nghệ thông tin ra cho nên á là em biết sửa máy tính, sửa điện thoại. Ưu điểm nữa là em không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc gì cả. Còn khuyết điểm của em á thì em không có gu thời trang lắm. Với lại em cũng ví dụ như là em vào toilet á thì em có cái điện thoại là em ngồi cả tiếng ở trong đó. Thôi không sao, bây giờ vấn đề chỗ là mình sẽ khắc phục thôi. Dạ. Ha. Ủa sao em học công nghệ thông tin mà em qua em dạy tiếng Nhật là sao? Dạ, lúc đầu em học công nghệ thông tin ra rồi em cũng làm ở trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhưng mà em làm với máy móc nhiều á thì em cảm thấy chán quá. Cho nên là em mà mới bắt đầu học tiếng Nhật và em thấy em có duyên với lại tiếng Nhật. Sau đó em chuyển qua em học luôn tiếng Nhật, em dạy luôn tiếng Nhật luôn. Bây giờ tình trường đi. Tình trường thì em gái mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua chính thức là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là vào lúc mà thời điểm em mới ra trường á, thì em có quen một anh hơn em 4 tuổi. Em quen được khoảng 2 năm thì tụi em chia tay là lý do em đạo của anh bên Phật á, anh không có theo đạo em được. Hỏi thử anh bên kia coi anh sao? Anh có theo đạo Thiên Chúa không anh ha? Anh có theo đạo Thiên Chúa đó em. Rồi, dạ. Khỏe rồi, rồi xong. Rồi tiếp tục. Rồi còn cái mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là do mẹ em làm mai. Làm mai cho em anh đó là ảnh hưởng ngoài Bắc. Nói chung là cũng xa, với lại anh đó rất là gia trưởng luôn. Tính em thì hơi bướng mà ảnh thì suốt ngày sai em phải làm thế này, phải làm thế kia theo ý của ảnh á. Nên em cảm thấy không có hợp thì quen chỉ được chưa tới nửa năm á thì em đã chia tay rồi. Coi như là hiện tại là ở không bao lâu rồi em? Em độc thân được gần 2 năm. 2 năm, bây giờ mình muốn là khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em cũng 25 tuổi, mẹ em cũng hối nhiều rồi nên em cũng muốn kiếm một bạn phù hợp em. Thì tìm hiểu khi nào thấy hợp á thì tiến tới hôn nhân luôn. Rồi, được rồi. Tình trường của bạn trai thì sao? Em thì trước giờ em cũng có yêu nhưng mà em toàn yêu người ta thôi. Người ta không có đáp lại, gọi là đơn yêu đơn phương. À. Dạ. Đơn phương mấy mối? Đơn phương thì cũng 2 mối, 3 mối gì đó chị. Lý do chắc em không dám nói hay sao? Em ngại hay sao? Dạ, một phần là cũng ngại à. Với lại một phần là khi mà em nói ra thì bạn đó nói thôi làm bạn đi thì tốt hơn. Trời ơi, bạn nào ác dữ ta. Chưa có nụ hôn đầu đời đúng không? Dạ chưa. Chưa hả? Chưa. Trời ơi, thiệt là uổng quá. Bây giờ muốn tìm một người yêu thế nào nè, em nói luôn đi. Mẫu người lý tưởng của em sao? Ừ. Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì em cần một bạn nữ là hiền diệu, nhẹ nhàng, chia sẻ được với nhau những cái điều khó khăn trong cuộc sống. Và bạn đó cũng cần có đạo. Ba mẹ em thích điều đó. Có điều gì mà em không thích em tối kỵ ở người phụ nữ không? Em thì em không thích phụ nữ mà chanh chua đó chị.
rồi với lại nhiều chuyện á, mang chuyện nhà ra ngoài đường để nói chuyện thì em không thích vậy. Bà Tám đó đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi bên đây ngọt phụ lắm. Phụ nữ bà bên Tám mà chanh chua nữa thiệt. Dạ thì em không thích lắm. Không thích lắm. Bên đây đủ chuẩn hết rồi đó. Trời, dạ tốt quá. Bạn gái em thì mình đặt ra cái mẫu tìm bạn trai như thế nào? Về bạn trai thì về ngoại hình thì ưu nhìn là đồ chị. Về chiều cao thì khoảng 1m65 trở lên. Thì không mập cũng không ốm quá. Còn về tính cách á, thì chỉ cần là có trách nhiệm, quyết đoán. Nhưng mà siêng năng không... À, đặc biệt là không hút thuốc nha chị. Bên này không hút thuốc không? Dạ, không hút thuốc chị ơi. Hay quá. Không hút. Rồi, còn điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Để chị qua coi nè. Em thì tính em hơi thẳng đó, nên em cũng thích bạn trai là cũng thẳng thắn luôn, không có giấu giếm. Dạ. Nếu mà có lỡ làm sai gì á thì cứ nói thẳng, thì lỡ lỗi lớn cái này em cũng tha hết á. Lỗi gì cũng tha hết, chỉ cần nói thiệt là tha. Dạ, nhưng cái là thiệt mà, nếu dù mà hối lỗi là em tha thứ hết á. Em ơi, tối qua anh lỡ anh sai quá, lúc đó em đi công tác, xong anh điện em không được, anh buồn quá, cái anh lỡ anh đi với cô kia, cái anh đi nguyên đêm luôn, sáng nay anh mới về, anh xin lỗi em, tha luôn. Thôi cái đó anh đi luôn đi. Anh đi luôn đi nha, đừng có nghe người ta dễ rồi mà lăng nhăng bậy bạ là đi luôn nha. Dạ, chào chị. Mày có lăng nhăng đâu, người ta đó giờ nó chưa có em... gì chứ mà lăng nhăng gì nổi. Áo quần láng con quá ha. Em hiền lắm chị ơi. Hiền lắm hả? Dạ. Ừ. Rồi cũng được, bây giờ nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được nè? Dạ, nếu được thì em dự kiến trong khoảng 2 năm chị. 2 năm? Dạ, sau khi mà cái công việc nó ổn định với lại em làm một số thứ nữa thì sẽ tiến tới hôn nhân được. 2 năm, mình lấy nhau về là mình định ở đâu? Dạ, trước mắt là ở nhà của ba mẹ chị. Nhà của ba mẹ em thì cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ừ. Dạ, rồi sau này công việc phát triển hoặc là chẳng hạn mua vé số Vietlott chẳng hạn chung cái thì mua nhà hai đứa ở riêng. À, phải phấn đấu đi, đừng chờ trông chờ vô trúng số ha. Dạ. Nãy giờ em nghe bạn nữ chia sẻ vậy, em hình dung trong đầu em hình dung ra vóc dáng bạn nữ, mặt mày bạn nữ như thế nào? Em theo em nghĩ ha, thì bạn nữ khá là dễ thương. Ừ. Vóc dáng thì cũng dễ nhìn. Ừ. Dạ, đáng yêu. Cao thấp mập ốm? Không mập cũng không ốm, nhưng mà đây. Với lại tóc như thế nào? Tóc là em nghĩ là tóc dài, em thích con gái tóc dài. Mà mai qua đố nữa hả? Nào để anh qua anh coi đàn gái coi sao. Dạ, nha. Anh coi giúp em. Ô trời, em dễ thương quá. Anh bên đây thật sự là anh hiền lắm. Em có nghe nói là anh chưa có mối tình vắt vai nào không? Dạ có. Hả? Nói chứ mà gặp cái người này cũng khó, cũng hiếm lắm nha. Nếu anh nói khoảng 1-2 năm đủ điều kiện anh bước tới, em có đồng ý không? Ừ, dạ được anh. Cặp này được nè, dễ thương, rất là hiền á ha. Anh thấy được rồi đó. Được rồi em trai. Dạ. À, hôm nay mình đi với ai không em, người thân của mình không? Dạ em có đi với em gái em với lại một người bạn, chị rồi, bạn. Rồi gặp em gái của em ruột đó phải không? Dạ. Xin chào chú Quỳnh Linh và cô Cát Tường. Cháu là em của chị Tím. Theo như cháu nhận xét, anh bên này là khá là hiền, chững chạc. Chị của em á, thì hiền hay bị người khác bắt nạt á. Em hy vọng là anh sẽ bảo vệ chị đó, bên vực chị đó. Em thấy hai anh chị rất là hợp nhau. Em hy vọng là hai anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn ạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại bác Kính, với lại cô bạn của mẹ, với lại anh họ của em, với lại một người bạn thân nữa. Rồi hỏi ý kiến bác Kính coi. Dạ, sao. Dạ mời bác. Chào MC Quyền Linh và dạ. MC Cát Tường. Dạ. Dạ Bảo Châu, tính tình của ở nhà thì nói chung là coi như là chỉ ăn học, với lại ở nhà cũng hiền lành. Rồi bây giờ coi như là nhận xét cô bạn gái bên này thấy trước mắt cùng tôn giáo thấy tốt lắm rồi. Hai người tính tình cũng hiền. Thì thôi coi như là hai cháu lên cho nhau dịp để mà làm quen, để tìm hiểu thêm. Rồi thôi cảm rồi, ơn cảm mọi ơn người cả nhà. Chúng ta kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi ha. Hai người sẽ tự quyết định nha. Kéo màn. Anh có món quà à? Anh có một bó hoa tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng. Cảm ơn em nhiều. Không gian này là của các bạn đó. Ừ, em thấy anh như thế nào? Dạ thấy em cũng được. Dạ cũng hiền như anh nói vậy đó. Nhưng mà cũng hơi giống với lại em tưởng tượng. Dạ còn anh thấy em sao anh? Anh thấy em là rất là dễ thương. Ừ. Em suy nghĩ về tình yêu như thế nào?
Em quan điểm về tình yêu thì cũng đơn giản lắm, nói chung là em đề cao là cái trách nhiệm mà chủ yếu thôi. Nhưng mình có trách nhiệm, có trách nhiệm thì mối quan hệ lúc nào cũng bền hơn, nhờ có ý thức hơn. Chứ không có thích là ra đường hay là thích gặp nhau rồi chơi hay là không rõ ràng nhá. Ừ, anh cũng vậy ha. Anh cũng mong muốn là có một cái tình yêu bền vững để mà còn sau này mình còn đi xa hơn nữa. Em ha. Rồi. Bạn nghĩ thế nào về sống thử hả bạn Nam? Em nghĩ là sống thử thì nó cũng có cái tốt, nó cũng có cái không tốt. Nhưng mà khi mà mình thật sự mà có ý định lâu dài với nhau, cùng nhau đi đến tiến tới hôn nhân, thì lúc đó mình mới nên sống thử. Còn nếu không á thì mình cũng không nên sống thử. Bạn gái thì sao? Còn em là tuyệt đối không sống thử luôn. Nên là em không bao giờ sống thử. Chỉ có về sống chung với nhau khi mà đã kết hôn rồi, nói chung đã ra mắt họ hàng hai bên, chung có một cái lễ cưới thì em mới ở chung thôi, chứ còn em không có quan niệm sống thử. Ừ, anh hiểu rồi. Bây giờ mình hát một bài nào đó thật tình cảm. Em hát tặng cô ấy tình yêu gì đi. Rồi, hát đi là chúng ta quyết định là đứng kế bên, đứng coi như hát tỏ tình đó nha, là quyết định bấm nút đó nha. Hát về tình yêu nha. Dạ. Rồi, tới, nhẹ nhàng bắt đầu. Tặng điện thoại hả? Dạ, dạ không, giống như cái micro. Trời ơi, phải cầm micro. Anh xin tặng cho em một bài hát là Điều Anh Biết của chị Dân. Dạ. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết người nào xinh hơn em. Vì anh yêu trong đôi mắt này, yêu trong tâm trí, chỉ xin một đời xin được che chở em. Dạ, hết à. Trời ơi. Thôi, con nói tận tình hơn đúng không? Có video tận tình hơn đúng không? Rồi, rồi, đủ rồi, hát thôi là đủ rồi. Tất cả những gì mà nói thì các bạn đã nói với nhau rồi. Những cái gì mà chúng tôi nghĩ rằng các bạn thể hiện với nhau để chúng ta có thể hiểu nhau trên sân khấu này cũng đã có rồi. Em tự tìm lấy tình yêu của mình nha. Anh nghĩ rằng quyết định của cô gái hay không, chúng ta chưa biết được. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ồ. Đó, nắm tay nắm nữa. Hiện đại, anh rất là hiện đại mà. Nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện ngay bây giờ thưa quý vị. Lâu lâu chút chưa? Từ từ, chậm chậm. Để nguyên. Bắt đầu. Từ từ, để nguyên, để nguyên. Để nguyên có đẹp không? Anh muốn rằng nụ hôn này sẽ kết chặt hai đứa nữa. Chặt nhiều nữa nha. Chúc hai em hạnh phúc ha. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Để tặng hai bạn. Đây là một bộ mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc với thương hiệu Skin AZ. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Để tặng hai bạn một phần quà của Kumagol, trợ lý dạ dày trợ sức thành công. Xin cảm ơn chị. Hãy nắm tay nhau và trò chuyện với nhau, hiểu nhau nhiều hơn và yêu thương nhau. Mời các bạn. Mời các bạn. Nắm chặt tay nhau luôn nha. Điểm yếu của em là em không biết thể hiện cảm xúc cho lắm, hay ghen nữa. Chỉ cần em thích người đó thôi mà người đó dám nói chuyện với người khác là em đã bực mình rồi. Trời ơi, em thích người ta mà người ta có thích em không? Một cặp đôi rất dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Hiếu. Hiện tại thì em là giáo viên tự do ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì em lại đi học bên Đại học Bách Khoa ngành điện. Một thời gian sau, sau khi tốt nghiệp thì em đi máy bay, em thấy tiếng máy bay nó hay quá. Hiện tại em đang học sau đại học về kỹ thuật hàng không. À. Dạ, quê em ở Đắk Lắk. Năm nay em là 28 tuổi á. Mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh Hiếu. Em là Nguyễn Thị Thu Thảo. Em năm nay 27 tuổi. Quê của em là xứ sở hoa vàng cỏ xanh đó chị. Dạ. Phú Yên hả? Dạ chính xác rồi.
Hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Em đến đây thì có 3 mục đích. Mục đích thứ nhất là thể theo nguyện vọng của mẹ em. Mẹ em là fan hâm mộ của chương trình. Mục đích thứ hai á là em rất muốn được gặp chị với anh. Em rất là ngưỡng mộ anh chị. Rồi, cảm ơn em. Mục đích thứ ba là em muốn tìm bố Rosie. Rosie là con gái tương lai của em á. Đặt tên sẵn luôn rồi hả em? Dạ. Em cảm ơn Thư. Thư này là thư của ai? Thư gửi bố Rosie. Dạ, nó là một bài thơ ấy. Em lượm trên mạng về xong mà em biên tập lại chút ít. À, là một chút xíu nữa. Tại sao em lại đặt Rosie em? Dạ, tại em thích hoa hồng á. Thôi để chút đi, chút em sẽ đọc cho anh nghe. Anh đọc được không trời? Cái đó em thương lượng với ảnh. Anh đọc được không anh Hiếu? Dạ, chắc chắn rồi. Thôi anh Hiếu đọc đi. Rồi, một chút xíu nữa cho anh ấy đọc. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh của em thì em là người hòa đồng vui vẻ, hay tạo không khí vui vẻ cho đám đông. Ví dụ như là một cái group đang chat chung như vậy á, nhắn tin như chùa đanh không ai nói chuyện hết á, em vô em nói vài vấn đề là bắt đầu tin nhắn nhảy tăng, đọc không kịp luôn. Đó, rồi là em có khả năng là lắng nghe với thấu hiểu. Thường là người già với trẻ em thì có vẻ thích em lắm. Tốt. Điểm yếu của mình? Điểm yếu của em là em không biết thể hiện cảm xúc cho lắm. Như là em thích ai thì người ta chẳng đời nào biết luôn. Hay ghen nữa. Chỉ cần em thích người đó thôi mà người đó dám nói chuyện với người khác là em đã bực mình rồi. Trời ơi, em thích người ta mà người ta có thích em không? Không biết. Tự nhiên mình thích người ta mà không biết ta thích mình không. Giờ em thích anh Quyền Linh, cái anh Quyền Linh nói chuyện với chị cái em bực mình chị luôn. Trời ơi, gì kỳ vậy. Thôi nhưng mà đó cũng là khuyết điểm của em biết được khuyết điểm rồi cũng không sao. Bạn trai, nãy giờ em nghe em nhận xét như thế nào? Rồi ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, em thấy bạn nữ giọng rất là hay, rất là đáng yêu. Em nghĩ chắc bạn nữ là một người cô gái khá là xinh. Bản thân em thì cũng có nhiều cái khuyết điểm lắm. Em hy vọng là tìm một người có thể chấp nhận những khuyết điểm của em. Vậy khuyết điểm của anh là gì? Anh cũng khá là bảo thủ. Khi anh quyết định cái công việc gì đó rồi thì cũng khá là khó để thay đổi. Và chắc cũng cần nhiều cái sự thuyết phục. Trong cuộc sống thì đồ đạc của anh á, ví dụ anh dọn dẹp mà anh tìm không ra, đôi lúc anh cũng hay cằn nhằn. Anh cằn nhằn ai? Là không, anh cằn nhằn một mình thôi. Nhưng mà nếu như sống chung với anh thì ai hiểu được với anh cái đó thì người ta sẽ không có, anh không có cằn nhằn mọi người mà anh. Thì bên kia chưa, anh cằn nhằn ai? Giống như là xui xui vậy. Xui sao anh tìm ngoài không ra? Có nghĩa là mình nói chuyện một mình đó phải không em? Tự kỷ đó phải không em? À, dạ. Trời ơi, tức quá, mới để điện thoại đây đâu mất tiêu. Ai vô đây lấy? Làm bầm một mình. Em cũng hay tắm lâu lắm, chắc khoảng 30 phút, 15 phút. Lâu hơn em luôn. Ví dụ đi làm về mệt á thì tắm cái dòng nước đó ấm áp rồi cái mình ở trong đó luôn. Rồi đi làm về mệt thì ta tắm rồi lẹ đi ra ngủ nằm nghỉ chứ tự nhiên đứng trống chi? Đứng trống ta cười. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Ngoại hình thì cao bằng em trở lên. Bao nhiêu? Em cao 1m67. Hả? Vậy là phải cao cỡ 1m7 mới được đó em trai. Em trai cao nhiêu? Hôm bữa đi khám bệnh bác sĩ kêu cao 1m7, em chưa đo lần nào. Được không em? May quá. May quá. Em không thích các bạn nam mà nhuộm tóc màu nó hơi sáng chói lóa. Ôi mà cái đó dễ lắm em, nhuộm được thì về em nhuộm lại. Đúng rồi. À, không có hình xăm. Có hình xăm không em? Dạ em không có xăm hình, không có hút thuốc, uống bia, uống rượu gì hết. Được. Rồi tự khai luôn bên đây khỏi nói. Không hút thuốc được. Về giao diện em không quan trọng lắm. Đừng đẹp quá, đừng xấu quá là được. Đẹp quá người ta dòm ngó đó chị. À là ghen nữa phải không? Dạ đúng rồi. Thì thôi đại xấu đi, khỏi ai dòm, một mình em dòm thôi. Xấu người ta nói mày đã xấu rồi còn quen đứa xấu nữa. Thiệp xuống đôi không được. Rồi. Em thích mẫu người giống như anh Quyền Linh với ba em á. Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ừ. Có ý thức là san sẻ công việc với phụ nữ nói chung. Em có phụ giúp việc nhà cho phụ nữ không? Bình thường thì việc nhà đôi lúc có một số việc em kỹ quá, em tự làm luôn. Do em kỹ quá, kỹ chứ không phải là do em muốn phụ người ta. Nếu như em phụ công việc thì nó sẽ nhanh hơn. Ừ. Ví dụ như nấu cơm rồi gì đó mà hai người nấu cơm rồi nấu đồ ăn em làm thêm một phần thì em được ăn cơm sớm hơn. Đúng luôn, rồi. Mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Cũng chắc cũng không hên cao quá. Cao quá đứng với em sợ thấy cũng hơi kỳ. Quan trọng nhất là bạn nó có suy nghĩ thật một chút. Ví dụ như mình suy nghĩ gì mình cứ nói ra để mà đừng có ngại cái gì hết. Đôi lúc mình hiểu nhau rồi mình sẽ thông cảm hết những cái nhược điểm, ưu điểm của nhau. Thì nó cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn.
Bây giờ nãy giờ nghe anh chia sẻ vậy, trong lòng em có cảm nhận có một cái linh cảm mách bảo nào anh ấy là bố của Rosie chưa? Hơi được mấy mươi phần trăm? 70 thì nghĩ em có thể đưa lá thơ này cho ảnh được rồi đó. Giờ chị đưa qua cho ảnh xem nha. Dạ, cắm cười. Để chị hỏi vài câu nữa là chị mới cho anh đọc. Dạ. Chào bạn, trên tay tôi hiện nay là một lá thơ của một người phụ nữ gửi cho một người đàn ông gọi là bố của Rosie, là con gái của cổ. Nhưng trước khi được điều này tôi phải hỏi bạn vài câu. Bao giờ bạn tính tiến tới hôn nhân? Khoảng 6 tháng tìm hiểu là nên quyết định đến hôn nhân chứ không nên lâu quá. Nếu lập gia đình bạn muốn có mấy đứa con? Em nghĩ là em muốn có 2. Bạn muốn con trai hay con gái? Trai một gái là tuyệt vời nhất. Bạn muốn đứa nào đầu tiên? Con trai đi. Con trai thì tôi đem lá thơ này về tại Rosie tên con gái. Chị thế thì mình đặt con trai là Siro rồi con gái là Rosie cũng được. Trời ơi, cô này không giữ giá chút xíu gì hết trơn. Rồi xin mời em đọc lá thơ này. Bạn ấy cấm cười khi đọc. Người yêu à, anh đang trốn ở đâu? Không đến mau em sắp già rồi đấy. Tuổi thanh xuân trôi vù vù như vậy. Em một mình anh không thấy thương sao? Người yêu à, em muốn được quan tâm, được cùng anh cầm tay dạo phố. Anh đi cùng ai? Đang thì thầm to nhỏ. Vì người nào mà dám bỏ rơi em? Người yêu à, không nhắc khéo anh quên. Phải tìm em trước khi em già mất. Người yêu, anh làm em buồn đấy. Cứ trốn hoài, trốn mãi, chán anh ghê. Trời ơi, một bài thơ trách móc nhẹ một người tình chưa xuất hiện. Em cảm nhận bài thơ này như thế nào? Bài có thơ, thấy mình có lỗi gì không? Bài thơ quá hay, em chỉ thấy cảm xúc nó dâng trào. Ước gì một cô gái thật sự đang nói với mình như vậy. Nói với em đó, thơ gửi cho em mà. Thì quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời ha. Dạ. Rồi nhớ nha, nếu mà có thật sự trở thành bố Rosie, nhớ phụ làm công việc nhà với cổ nha. Dạ chắc chắn. Em chào anh. Xúc động. À, em muốn người yêu em giống anh, giống ba em hả? Giống không? Dạ giống. Ba em về nhà cũng nhặt đồ giống như anh vậy đó. Ê ba. Bên kia Lục anh chàng có thể nói rất là hiền, nhẹ nhàng. Anh sẽ làm bất cứ điều gì mong muốn. Nhưng mà liệu rằng nếu một người đàn ông, thường thì người ta nói đàn ông phải mạnh mẽ lên. Em thấy như vậy như thế nào? Em là một người luôn luôn ý thức là tự hoàn thiện bản thân. Phát hiện ra cái nào là cố gắng hoàn thiện cái đó. Và em mong muốn bạn nam cũng như vậy. Rồi muốn mấy đứa con? 2 đô. Giống nãy nhá. Rosie là Siro. Siro, Rosie đã bào vậy đã làm tới luôn ha. Được rồi. Rồi, nay em có đi với người thân không? Em đi với mẹ em, em trai, em gái và bạn thân của em. Chị là mẹ của Thảo. Mẹ thấy là bạn trai bên này cũng được á con. Thôi hai đứa cho nhau cơ hội. Rồi, cho em gái có ý kiến gì không? Theo như em thấy á, là anh trai bên đây rất là được, rất hợp với chị em. Hai người có thể bù qua sức lại. Chị em nào? Thì hơi con nít và thẳng tính. Hy vọng anh có thể chấp nhận và cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nói chung là khi mà đã thích rồi, đã yêu rồi thì cái gì mình cũng có thể bỏ qua được hết. Đúng luôn. Dễ thương lắm chị ơi. Rồi, bạn trai nhà mình hôm nay đi với ai nè? Em đến cùng với mẹ và anh Trương. Anh Trương là anh họ của em. Xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Cô gái bên này nói là quê ở Tuy Hòa phải không? Phú Yên phải không? Là mình đã có cảm tình rất nhiều vì là quê của mình. Và anh Hiếu này là sinh ra ở Tuy Hòa, thành phố Tuy Hòa. Hay quá nha. Thấy cô gái đây rất là xinh xắn, lanh lẹ, nhanh nhẹn, vui tính, hoạt bát. Với con gái như vậy là coi như cái bản tính rất là mạnh mẽ. Coi như là mình cũng cùng quê hương mình rất là vui. Hôm nay có hai bà xui tương lai thôi, hai bên bắt tay hai bà xui chào nhau với nhà gái đi cô ha. Rồi xin mời nhà gái với nhà trai. Mời cô đứng lên. Dạ em chào chị. Dạ nhà em ở Tuy Hòa, ở phường 9 chị. Là quê của ông xã chị là ở phường mấy? À, mình là người ở Tuy Hòa, ở Phú Yên. Dạ. Mình học trường Nguyễn Huệ hồi xưa đó. Trường cùng quê là thích rồi đó. Dạ. Đẹp quá. Chúc mừng hai bà xui tương lai nha. Hy vọng chúng ta sẽ về chung một nhà. Rồi bây giờ mình mở màn lên cho ba má Siro, Rosie gặp nhau đi. Kéo màn. Rồi đó em trai. À, anh thấy em thật là rất là dễ thương. Tóc dài mà cái kiểu tóc em chắc cũng làm cũng kỹ lắm này. Anh thấy em 9 điểm hay 10 điểm? Thôi 9 rưỡi cho nó trung bình. Thế anh 9 điểm. Dạ. Anh có một cái bó hoa xin tặng em.
Thấy thực sự con người của anh, thấy em thấy có phù hợp với lại những cái suy nghĩ em ban đầu khi em ở bên kia tấm màn chưa được kéo lên. Được đó, không đẹp không xấu đó. Dạ cũng được. Anh hát dở lắm nhưng mà thôi, anh không có cái gì tặng cho em thì chắc anh cũng cố gắng tập một bài hát. Anh hát ra không, em đừng em đừng chạy mất. Wow wow về vậy. I love you more than I can say. Làm lại. Wow you ơi. Trời ơi, giờ ta tập tiếng Việt đi rồi tập tiếng Anh chi vậy không biết nữa. Bắt đầu. Wow wow yeah. I love you more than I can say. I love you more. Anh hát anh chọn bài đó, thật ra thì anh thấy cái lời nó hay, giống như anh nói chuyện với em á, anh nhiều lúc anh run quá. Ý nghĩa bài hát đó là anh có thể yêu em nhiều hơn những cái gì mà anh nói. Hy vọng là khi em quen anh em sẽ hiểu được cái tình cảm của anh. Cảm ơn em. Tôi khoái nhất cái chỗ mà quơ 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 nó dễ thương lắm. Hai được rồi. Rồi, rồi bây đặt giờ chúng ta nút sẽ bấm đi thầy giáo. Thầy sửa điện lum, không lẽ thầy mò cái nút bấm không ra. Ủa thầy thò vô có thầy bấm luôn vậy đó hả? Chưa vấn đề đếm. Là do em gái thôi. Chưa thầy đếm. Vấn đề là quyết định rồi đó. Thầy chấp em luôn rồi đó. Chấp luôn rồi. Bấm nút là để tìm hiểu, giống như thầy giáo nói 6 tháng được chúng ta sẽ tính bàn tới chuyện hôn nhân, chứ không phải bấm nút chỉ để là đi coi phim kinh dị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi thầy. Mà. Công thầy sửa điện hả? Tin rồi đó, thầy nhanh ghê luôn. Vừa mới mọi trong cái bức bụp luôn. Hay thiệt. Rồi nói đi, người yêu à, anh đang đứng nơi đây. Nói đi. Đọc thơ, đọc thơ. Người yêu à, mình yêu nhau em nhé. Đây, ba của Lucy cầm đi. Cất làm kỷ niệm nha em. À, các bạn giữ vé này để xem phim, muốn xem phim kinh dị cũng được, xem tin tình cảm cũng được, ở hệ thống Cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox nha. Để tặng hai bạn một bộ sản phẩm cao cấp với thương hiệu Skin AZ được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn một phần quà của Kumagon, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Chúc mừng hai em và hy vọng hai em sẽ sớm báo tin vui nha. Chưa có nụ hôn nhưng mà tụi em cười. Tại sao em cười? Tại hài nhiên. Thấy lạ không? Dạ lạ. Tại vì em cũng hôn bạn gái rồi. Lần đầu tiên em hôn bạn gái này thì cái tim này nói với cổ. Lần đầu tiên anh được ôm em, anh em đàng hoàng tự tin và nhìn thẳng cổ. Lần đầu tiên anh ôm em là cái tim anh đập thình thịch rồi. Em cũng hơi đi quân. Đúng không? Sao nữa, rồi cảm xúc sao nữa? Cảm xúc gặp hình thật rồi sao nữa? Nhận xét về cô gái ấy như thế nào? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần hẹn hò. Hôm nay thì ai sẽ hẹn hò với ai? Và Cát Tường sẽ mai mối cho một cặp đôi như thế nào đây? Xin mời quý vị chờ trong giây lát. Rồi, mời em gái. Rồi, tới rồi cái bàn hai phía trước. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Ok. Rồi bây giờ mời em trai thể giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình. Dạ, em tên là Lê Quang Phúc, là hiện tại là 32 tuổi. Nghề nghiệp của em là IT, dịch vụ in ấn thanh tùng. Em quê ở đâu? Dạ, quê em ngoài Đà Nẵng. Hiện giờ em đang sống với ai, sống ở đâu? Dạ, em sống với mẹ em, đang ở quận Nhất chị. Ở nhà có hai mẹ con thôi. Dạ. Rồi, mời em gái. Đầu tiên em chào chị Cát Tường và mọi người khán giả có mặt trong phòng quay. Em tên Trần Thị Vân, em năm nay 29 tuổi, em quê Ninh Thuận. Hiện em đang điều dưỡng ở Bệnh viện Pháp Việt. Em xin hết, em cảm ơn. À, điều dưỡng ở Bệnh viện Pháp Việt. Dạ. Em làm đó lâu chưa?
Em làm đó cũng gần một năm. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em vui tính, hòa đồng với lại biết bắt điện trong gia đình. Còn điểm yếu em hay quên lắm. Mà định hướng của em sau này là sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là về quê hay là như thế nào? Dạ, dạ trong này luôn á chị. Em có dự định phát triển gì thêm trong cái sự nghiệp của mình nữa không? Có chứ chị. Nói chị nghe thử coi. Cái hạt của em buổi tối thì em chạy xe công việc. Kiếm thêm. Rồi cái kế hoạch trong tương lai là gì? Giờ có để dành được đồng bạc nào chưa? Dạ được rồi chị. Được nhiều ít rồi. Dạ khoảng 100-200 rồi chị. Trời ơi nhiều dữ vậy. Rồi ai giữ tiền đó, ai giữ? Dạ em bỏ trong sổ tiết kiệm với chị. Khi nào có vợ em lấy ra chị. Thế còn mẹ thì sao? Hiện giờ mẹ còn làm cái gì không? Dạ mà em là đang ở với cô em. Ông này tôi hỏi câu ông đường trả lời nẻo. Tôi hỏi mẹ còn làm việc gì không? Dạ không. Không? Dạ. Đúng không? Là giờ là mẹ là mình phải phụng dưỡng mẹ đúng không? Dạ. Ừ. Nghe tập trung cho câu hỏi giùm tôi. Trời ơi trời, khổ tâm ghê vậy đó. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em đó là em chăm chỉ, em hiền lành. Còn điểm yếu của em đó là em ít nói. Nhà đông anh chị em không? Nhà em chỉ có hai chị em. Hai em chị là em đầu. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em được trải qua 3 mối tình rồi chị. Ừ. Tay cách đây là 3 năm rồi chị. Do hoàn cảnh nên em mới chia tay bạn gái. Hoàn cảnh là hoàn cảnh làm sao? Do bạn gái á là có bạn trai mới rồi. Có nghĩa là phản bội em? Dạ. Thế còn em, tình trường sao cưng? Dạ em có một mối tình người em thích thôi chứ không có quen. Vậy là coi như tình đơn phương? Dạ. Mà người đó có biết em thích người ta không? Em nghĩ là người đó có biết. Em có tỏ tình, em có chia sẻ, thổ lộ lần nào chưa? Dạ chưa. Em thích cái gì ở cái người đàn ông đó? Em ấn tượng nhất là người đó rất là đặc biệt. Đặc biệt là đặc biệt thì sao? Người đó rất hiền. Hiền. Và thông minh. Và em ngưỡng mộ. Dạ đúng, lúc đầu cũng một phần như vậy. Rồi vậy là em có nụ hôn nào với một người khác giới chưa? Dạ chưa. Ông cười gì không? Em nghe chưa có nụ hôn như mình. Tụi em cười. Dạ. Tại sao em cười? Dạ, hài lòng. Thấy lạ không? Dạ lạ. Tại vì em cũng hôn bạn gái rồi. À, thật ra đây là một cặp đôi mà như hơi tương xứng với nhau. Cả hai đều chưa có một mối tình nào sâu đậm. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cao 1m55. Khuôn mặt dễ thương. Tóc dài. Biết lo lắng trong gia đình là được rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích người bạn gái là không có chảnh chẹ. Nếu được thì trong một mối quan hệ em thấy được thì em nghĩ mình sẽ quen bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Nếu mà quen được tùy bạn gái bên kia, tại vì em cũng là lớn tuổi rồi, khoảng 6 tháng hoặc năm gì đó. 6 tháng 1 năm. Dạ. Tiền bạc đám cưới cũng sẵn sàng rồi ha. Dạ. Mẹ cũng đồng ý hối thúc ha. Mẹ có đặt tiêu chuẩn tìm nàng dâu như thế nào không? Mẹ em hiền lắm chị ơi. Biết là lo lắng cho mẹ với anh, phụ mẹ được rồi. Ừ. Rồi vậy còn em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu người của em đó là em muốn người đó điềm tĩnh, hiền lành, biết lễ phép với người lớn, có hiếu với cha mẹ, có chí cầu tiến. Em không thích rượu chè cờ bạc, em cũng không thích hình xăm. Có hình xăm gì không? Dạ không. Có rượu chè cờ bạc không? Dạ không. Có hút thuốc không? Dạ không luôn chị. Không nhậu nhẹt luôn? Dạ. Không biết uống chai bia nào? Cũng có uống nhưng mà uống 1-2 ly thôi chị. Ừ, tương đối được. Dạ, xấu hay đẹp không quan trọng. Trời, xấu hay đẹp cũng phải quan trọng chứ. Không muốn ngoại hình sao hết trơn à? Miễn là đừng có xấu quá là được rồi chị. Ai biết cái chữ quá của em là bao nhiêu nè? Người đó phải là người có trách nhiệm, phải là người của gia đình. Ừ, tổng này đông người quá, em tìm đi. Tìm đi, trong hai cô gái này có một cô đó đó. Ai đâu? Em gái này. Cô đó phải không? Rồi cầm hình đó đi. Bên đây. Anh nào? Bên này ạ. Rồi anh đó phải không? Để xem cảm nhận của mình ngày hôm nay đúng hay sai nha các bạn. Hãy nhìn qua cánh cửa trái tim. Wow, hay quá ha. Hai bạn, bạn nào cũng chọn đúng hết trơn ha. Cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn thấy nhau lần đầu tiên. Em thấy cô ấy rất là hiền, rất dễ thương nữa. Cảm xúc trong người mình có sự rung động xao xuyến gì không? Dạ có. Cái tim đập đập thì hình. Cái lưỡi thì đập 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 đập. Cái miệng thì rung rung luôn. Nói chuyện hơi bị cà lâm luôn. Tôi cảm nhận được điều này. Thế còn em? Em thấy anh này hiền,
em có một ấn tượng tốt với ảnh. Nếu vậy là quá tốt rồi. Bây giờ Tường sẽ cho các bạn thêm thời gian để có thể là tìm hiểu nhau kỹ hơn nữa nha, để cho mình có thể thấu hiểu nhau. Mới có cái nhìn đầu tiên thôi, chưa có nói chuyện. Này sao đây, quên quá, rung quá, quên luôn hả? Đây, lẹ lên nè. Đây là món quà anh tặng em. Nhân dịp là lần đầu tiên anh gặp em. Em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Vậy anh cảm ơn cũng được. Rồi, được rồi. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Xin mời. Mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là đặc biệt của nhà hàng. Đó là món cá hồi ấp chảo. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Món cá này em ăn được không vậy? Dạ, được. Anh không biết ăn món này. Em nghĩ anh thử ăn đi. Nó cũng không không có gì đâu. Em ở khúc nào vậy? Em ở quận 7, ngay khúc Nguyễn Thị Thập, bắc Nguyễn Văn Linh. À, Nguyễn Thập anh biết. Dạ. Món này anh ăn không được. Thì thường anh thích ăn cái gì? Anh thì thích ăn cá hộp thôi. Cá hộp hả? Anh không thích ăn cá tươi hả? Không. Với lại món trứng chiên. Anh thích ăn trứng chiên. Cứ em muốn ăn cái gì? Em thích ăn những món mà mình nấu á. Họ, nhưng mà thật ra nó cũng không có phải là lúc nào cũng như vậy hết. Nếu mình bận thì mình có thể đi ra ngoài ăn. Nó sẽ tùy. Dạ. Em có ai thường đi chơi nào không? Thật sự không thường đi chơi. Nhưng mà đôi khi em cũng có. Còn anh là chạy xe tối thứ bảy hoặc chủ nhật gì đó. Là anh hay đi xem phim một mình không ạ? Rồi đó giờ chưa quen ai hết. Dạ. Đi xem phim một mình không ạ? Anh thường thường anh đi làm buổi chạy xe buổi tối tới mấy giờ thì anh nghỉ? Khoảng 11 giờ đêm em về. 11 giờ đêm về, còn buổi sáng hôm sau thì mấy giờ anh sẽ đi làm tiếp? Anh đi làm từ 7 giờ sáng, 7 giờ tối. Rồi về xong tắm rửa xong đi chạy xe luôn. Mấy giờ thì anh đi ngủ? Tầm 1 giờ. Tại sao anh lại ngủ trễ như vậy? Tại vì lúc mà chạy xe về là chưa thấy buồn ngủ. Em nghĩ á, anh đi làm như vậy sẽ rất là tốt. Nhưng mà anh phải lo cho sức khỏe của mình. Nếu mà được anh sắp xếp được á, thì đi làm về xong anh nên đi ngủ sớm hơn. Ăn chưa? Hết biết nói gì luôn rồi hả? Không có tôi là đơ luôn rồi hả? Sao vậy, rồi không ăn miếng nào luôn hả? Món này em không ăn được. Hồi nãy chị giờ chị ra ngoài thì chị thấy là bên đây mình đi là gia đình hai bên đều có hết. Dạ. Có người nhà đi theo hết đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ chị sẽ mời người nhà của các bạn vào để người lớn có thể cho ý kiến cho mình nha. Dạ. Rồi, dạ xin mời phụ huynh của hai gia đình vào ạ. Dạ, chào các gia đình hai bên. Dạ, giờ cho xin hỏi chú trước ạ. Chú là sao với em đây ạ? Bố của bố là cũng như là ba, đây là cái đầu. Con cái đầu. Sinh ra và lớn lên là ăn đi học. Dạ. Rồi đến khi ra trường rồi đi làm. Chứ ngoài ra ít nói tính, rất trầm tính. Dạ. Ít nói. Dạ. Thành ra là sinh con mình biết tính cứ cái con mà. Dạ. Thì bây giờ nhiệt nhận xét rồi cũng đã trưởng thành rồi. Thì coi như là tìm hiểu cho nó sâu hơn. Dạ. Rồi mình thể kết nối lâu dài. Dạ, và chú là ở ngoài quê vô đó hả chú? Ở quê vô. Ồ, dạ. Rồi đợt này vô được lâu không? Có ở lại chơi với con không? Ở chơi với con bữa đây là có thể mai, tối mai về. Rồi, để con chào gia đình bên đây ạ. Dạ, chào dạ, cô. Em xin. Anh chào bác lắm, nhưng mà phải chào cô thôi cho nó trẻ. Chứ đúng là phải chào bác nha. Bác đứng xích vô đây nè, chào cô thôi. Anh là sao của... Anh họ. Thế hôm nay là nãy giờ là cô đứng ở ngoài nghe thông tin của hai đứa nhỏ nói chuyện nè. Cô cảm thấy như thế nào? Cô cảm thấy cô gái bên này cũng dễ thương. Dạ. Phúc hiền lắm nhưng mà còn chăm làm việc lắm. Dạ. Thế ở nhà có đông anh chị em không cô? Dạ, có mình cô với đứa cháu. Hai mẹ con thôi vậy đó. Còn anh là anh như thế nào của Phúc ạ? Thì anh họ đó. Phúc thì nói chung là tính tình của nó cũng hiền. Về có vấn đề, còn nhiều khi đi ngoài xã hội thì nhiều khi nó là anh cứ giao tiếp nhiều. Chứ ra chạm mình đứng ra hỏi anh nhiều khi anh cũng hơi mờ đó, mình thử ra nó tại vì ảnh trong đó thì anh cũng không có chơi lâu luôn ngoài hình xã hội được nhiều. Dạ. Thử ra là ảnh đã nhút nhát lắm, hỏi gì cũng không biết được nào mà ảnh nói. Dạ. Rồi nhưng mà bữa nay gia đình hai bên mình có duyên gặp mặt nhau, giờ xin mời là hai cô với chú mình bắt tay nhau mình chào, biết đâu sau này rủi mình làm sư gia ha, tại vì đây là nhà trai nhà gái Phúc ở từ ngoài quê vô. Dạ.
Dạ, ngoại vô quay cái chương trình với con gái cái thôi rồi đi về. Dạ, dạ cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chú. Đó là cái ý kiến của gia đình hai bên để các bạn có thêm cái thông tin để mình tham khảo. Cho hai bạn chơi một trò chơi nữa của chương trình nha, để chúng ta có thể kết nối được với nhau. Bóc một lá bài. Em thích màu đỏ. Thích màu đỏ thì em bóc màu đỏ. Mời em. Rồi, đọc lớn đi cầu trong đó giùm cho chị. Bạn nam hãy cổng bạn nữ đi một vòng vừa đi vừa hát. Rồi, mời em đọc cái yêu cầu của em. Bạn trai xin phép ôm bạn gái 30 giây thử cảm xúc. Trời ơi, trai lời quá trời lời vậy. Rồi, thế bây giờ nè, em qua thực hiện yêu cầu của bạn đó trước. Mà em không biết hát. Qua xin ôm bạn gái 30 giây. Rồi xin cổng bạn gái đi một vòng. Rồi hát một bài luôn nha. Rồi sau đó dừng lại, chúng ta tính tiếp. Mời em. Em không biết hát. Giờ xin phép bạn gái đi. Ôm mà chị. Ừ. Bạn gái cho mình ôm một cái được không? Ôm nhưng mà không cõng được không chị? Rồi vậy thì giờ ôm một cái xong nắm tay nhau hát tặng bạn gái một bài. Dạ được. Rồi. Ủa cái gì cũng đơ cứ chồng vậy cưng. Đứng hai đứa đứng ngang nha, bước bạn gái đứng qua bên đây. Rồi ôm đi nè, thả lỏng rồi nè. Lớn chưa có va chạm gì trơn á. Ôm 30 giây, cái yêu cầu người ta là ôm 30 giây em à. Ủa, 30 đọc giây. Đi, đọc kỹ trong em đó đi. 30 giây chứ. 30 giây, ôm đi tôi đếm nè, rồi cảm nhận nha. Bé mặt căng thẳng hết sức luôn vậy đó. 30 giây nha, cảm nhận. Quíu tay hết rồi. Rồi. Rồi bây giờ nhìn thẳng bạn gái, đứng xích tới bây giờ không có cổng. Xin nắm tay bạn gái. Trân trọng nhìn vô mặt bạn gái. Nhìn bạn thẳng vào mặt bạn gái. Có thể cho mình nắm tay bạn được không bạn? Dạ được. Rồi nhìn thẳng nhau, hai bạn nhìn thẳng nhau. Hát tặng bạn gái một bài rồi chúng ta mới phát biểu cảm nghĩ. Mình cũng không biết hát bài gì nên cho mình hát một khúc Dán Heo. Rồi mời em. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nên thế gian khắp thế gian nghe nghẹt ngào. Rồi anh buông rơi câu này nhưng bước chân đây bước chân nhìn khác lạ. Cái gì lô vậy, hát kỳ vậy. Thôi bây giờ nhìn nhau nói cảm xúc của em hiện tại với cô gái ấy. Lần đầu tiên em ôm bạn gái này thì trái tim em nói cũng... với cổ lần đầu tiên anh được ôm em. Anh em đàng hoàng tự tin vào nhìn thẳng cổ. Lần đầu tiên anh ôm em là trái tim anh đập thình thịch rồi. Em cũng hơi run run đúng không em? Dạ. Rồi sao nữa, rồi cảm xúc sao nữa? Cảm xúc tìm cặp thình thịch rồi sao nữa? Nhận xét về cô gái ấy như thế nào? Cô gái rất là xinh. Em như thế nào? Trời ơi khổ ghê. Em chuyện rất là xinh xắn và dễ thương nữa. Dạ em cảm ơn. Trong lòng anh thấy sao? Trong lòng anh cảm thấy em luôn trái tim em làm anh nhức nhối. Trời ơi cái gì trái tim em? Ủa sao em rung mà trái tim anh nhức nhối? Đã làm gì đâu mà nhức nhối? Tại vì trái tim em đập thình thịch thì khi gặp cô gái đẹp là em nhức nhối đó phải không? Dạ. Rồi thôi được rồi, về chỗ đi để xỉu hai đứa. Ngồi vô đi. Lần đầu tiên gặp ai cũng ít nói rồi ngỡ ngàng. Lời tỏ tình rất là dễ thương. Gặp em thì anh là trái tim đập thình thịch, em thì rung. Rồi ngồi xuống bình tĩnh chưa? Dạ. Giờ hai bạn nhìn nhau qua cửa trái tim. Người nói một câu nữa thôi. Rồi nãy giờ bạn trai nói rồi bạn hơi rung. Tại em nói trước đi, phát biểu cảm nghĩ của mình. Cảm nghĩ của em về bạn trai đó là bạn rất là hiền và giản dị. Em cảm nhận như thế nào? Em cũng thấy bạn nữ này cũng hiền, nhu tính. Trời ơi, rồi cặp đôi này hẹn hò với nhau rồi hai đứa nó ngồi nó nói chuyện gì trời. Mốt đi hẹn hò đủ chiều trường đi theo hả? Bây giờ sau khi kết thúc chương trình, ngày hẹn hò đầu tiên của hai bạn là lúc nào? Ngày mai em sẽ hẹn cô gái đó đi xem phim. Bây giờ em nói với cổ đi. Em ơi, nếu như hôm nay em đồng ý cho anh cơ hội hẹn hò, bấm nút hẹn hò. Hứa hẹn cho cổ hấp dẫn cổ mới bấm nút chứ. Mời em. Mà em ơi, hãy cho anh một cơ hội để ngày mai anh có thể mời em đi xem phim 212 Lý Nhân Thắng. Thôi được rồi, đi xem phim không có tốn tiền. Chương trình tặng vé.
Rồi trước khi đi coi phim có cho người ta ăn uống gì không? Dạ có chứ chị. Có tiền không? Dạ có. Tưởng đâu lại tính cái gì không tốn tiền nữa chứ, khổ ghê. Đi trong phim lại có mua này nọ vô trong phim á. Thật thà quá các bạn ơi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, sát ghế vô. Nếu đồng ý hẹn hò, chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Không đồng ý, chúng ta có quyền lấy tay ra. Bạn mời hai bạn cố gắng lên. Nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Lại thêm một cặp đôi nữa đã đồng ý kết nối với nhau trong chương trình này. Đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi hai em nha. Cái đoạn đường phía trước của hai em còn dài lắm, mà chị cũng lo cho hai em lắm đó. Rồi đây là gửi cho em gái một món quà để làm đẹp nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nè vé trong phim nè anh, mai đi coi phim khỏi tốn tiền mua vé. Dạ cảm ơn nha. Cảm ơn hai bạn, những cảm xúc rất là ngây ngô, rất là dễ thương. Mặc dù nó chưa có cái gì nó trọn vẹn hết, nhưng mà đây là những cung bậc cảm xúc rất là thật đó quý vị. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi thưa quý vị. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và chương trình ghép đôi thần tốc ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ được kết nối với 4 người tham gia chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin lần lượt xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ bạn trai đầu tiên hay ngồi ở ô cửa màu xanh. Rồi chào em trai ở cái ô cửa màu xanh, em đã thấy chị Tường chưa? Dạ em chào chị ạ, em thấy chị rồi chị. Và bây giờ thì xin mời bạn nữ ngồi ở ô cửa màu xanh. Em chào chị ạ. Rồi chào em luôn, dễ thương quá, thấy nhau luôn rồi nha. Bạn nữ ở ô cửa màu đỏ. Dạ em chào chị ạ. Một chàng trai nữa là chàng trai cuối cùng ở ô cửa màu đỏ, xin mời. Em chào chị Tường. Rồi chào em. Chị Tường chia sẻ luôn cho các em biết nha, mình quay online cũng như lúc mình đang quay hình trực tiếp ở sân khấu thôi. Thì chương trình tạm thời sẽ ghép đôi cho các bạn ở những cái ô cửa có cái màu sắc giống nhau. Đó là do là những cái điều mà các bạn đăng ký tham gia chương trình mình mong muốn như thế nào. Mỗi bạn tham gia chương trình ghép đôi thần tốc đều có được hai cơ hội, là mình có thể kết nối được với cả hai người. Và mình có quyền lựa chọn một trong hai người đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 4 video clip lần lượt giới thiệu 4 nhân vật tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Vẫn thường nói, nếu có duyên, những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau trên đường đời tấp nập. Hoặc nếu ông trời đã định nào của nhau thì chắc chắn sẽ thành đôi. Em cũng vậy, em tin rằng một nửa của mình đang ở đâu đó ngoài kia. Có chăng là do thành phố này đông đúc, tắc đường quá nên tình yêu đến chậm chút thôi. Chào anh, em là Như Quỳnh, cô gái 25 tuổi, đến từ Bắc Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em không phải là một cô gái mềm mại, dịu dàng như nước. Em không hay nói những lời tình cảm, lãng mạn. Em đơn giản, hay cười, độc lập và tự chủ trong cuộc sống. Em thích du lịch, khám phá những vùng đất xa xôi, thích thử thách bản thân với những điều mới lạ. Nếu anh đủ can đảm để yêu một người con gái thích làm một cơn gió tự do như em, thì hy vọng rằng trong những chuyến đi sắp tới của em sẽ có anh. Xin chào mọi người, mình tên là Lan Chi, hiện tại mình đang sinh sống tại Bến Tre, mình sinh năm 95. Công việc trước dịch của mình đó là huấn luyện viên gym, nhưng hiện tại thì tình hình dịch Covid nên mình tạm nghỉ, quyết định là mình trồng trọt và chăn nuôi tại nhà. Mời bạn tham quan khu vườn nhà mình và đàn gà của mình nha. Sở thích của mình đó là đi du lịch, nấu ăn, và mình rất là yêu động vật, nhất là những con người dễ thương như nè. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hà Xuân Cường, năm nay mình 31 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Lâm Đồng đầy nắng và gió. Gia đình mình ở đây thì hiện có chăn nuôi bò sữa. Quanh nhà mình thì toàn trồng cỏ voi với lại có trồng bắp để nuôi bò không à. Hiện tại thì công việc của mình đang làm là thủ kho của Tôn Hoa Sen.
Thường thường thì sau một ngày làm việc vất vả thì mình hay có thói quen là tập gym tại nhà với các bài tập đơn giản, ví dụ như là hít đất hoặc là tập tạ tay. Buổi tối mình thường hay nghe nhạc hoặc là xem phim, đặc biệt là mình rất là thích đọc sách. Cuộc sống ở đây thì khá là yên bình, đặc biệt là khí hậu rất là dễ chịu. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Khánh, mình là một người khá năng động, vui nhộn, rất thích hòa mình vào những cuộc vui hoặc là những bữa ăn uống nhẹ nhàng với người thân, bạn bè. Khi đó là nơi mình có thể chia sẻ tâm tư với họ. Đó cũng là những cái ưu điểm của bản thân. Công việc chính của mình là làm về leader, về marketing, sự kiện cho chuỗi, về nhà hàng và nightclub. Ngoài ra hiện tại mình còn làm thêm về mảng tài chính công nghệ. Chính vì những áp lực vì sự thành công sớm nên mỗi ngày mình luôn trao dồi thêm kiến thức cả về lý thuyết và thực tiễn trong mọi vấn đề và tình huống. Tuy nhiên đó cũng là khuyết điểm lớn của mình, khi có thể bỏ qua những sự quan tâm của những người xung quanh và nhất là rất hay quên khi việc chăm sóc bản thân. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-in-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng được xem qua hình ảnh của 4 nhân vật tham gia chương trình. Bây giờ tưởng đố các bạn nè, ai ngồi ở vị trí nào? Bạn nữ mặc áo vàng á, đố em đó. Em đoán là anh ở Lâm Đồng thì sẽ ở ô màu đỏ, còn anh mà làm marketing thì sẽ ở ô màu xanh. Thế còn bạn gái mặc áo màu đỏ thì em đoán như thế nào? Dạ chị, em đoán ngược lại, tại chị trai Lâm Đồng thì ở màu xanh, còn chị trai marketing thì ở màu đỏ. Chà, căng à nha, căng à nha. Các chàng trai của tôi giờ đoán làm sao đây? Bạn trai ở ô màu xanh, bạn đoán làm sao? Khi bạn ở ô màu đỏ là bạn làm ở phòng gym, còn bạn ở ô màu xanh là làm ở ngoài Bắc Giang. Rồi, còn bạn cuối cùng, bạn còn lại? Em đoán, cũng đoán là bạn ô màu đỏ là Bến Tre, còn bạn ô màu xanh là ở ngoài Bắc Giang. Để xem coi, các bạn cứ từ từ khám phá nha, để coi mình đoán đúng hay đoán sai, vậy cho nó mới tò mò, nó mới hấp dẫn. Bây giờ chị xin mời bạn nữ ngồi ở ô cửa màu xanh, xin mời em hãy giới thiệu về mình một xíu, những cái điểm mạnh, điểm yếu của em, rồi không biết là trong cái mùa dịch này thì cái cuộc sống như là sinh hoạt của em như thế nào. Em chào chị Tường và em chào tất cả mọi người. Thì đầu tiên em xin tự giới thiệu, em là Như Quỳnh. Trong cái thời điểm dịch này thì có lẽ em cảm thấy mình may mắn, vì thật ra em vẫn được làm việc ở nhà, sau đó thì có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân mình hơn. Vậy là giờ mình đoán, từ từ mình đoán nha, đoán biết là nãy mình đoán sai hay đoán trúng là giờ mình phát hiện rồi đó. Rồi, mời em trai ở ghế màu xanh. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Khánh, mình 24 tuổi, mình đến từ Sài Gòn, quê quán ở Vũng Tàu. Nhưng mà mùa dịch này thì công việc của em nó có bị ảnh hưởng nhiều không? Dạ, tất nhiên là có, tại vì cái đặc thù về cái nhà hàng và về ba club thì nó cũng đóng cửa hết mà. Em đang làm thêm về mảng tài chính công nghệ mùa dịch này, cũng giúp mình kiếm được thu nhập ở mùa này. Cố gắng đợi hết Covid để cả nước có thể hoạt động lại và em có thể làm được công việc truyền thống của em thôi. Quốc Khánh, em nói 24 tuổi là em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 98 á chị. Năm 98 hả? Rồi Như Quỳnh là sinh năm bao nhiêu cơ? 96 chị ạ. Trời ơi, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1 nha. Thế Khánh, mình có ngại quen với bạn gái mà lớn tuổi hơn mình không? Nói chung là em cũng không ngại chị, chỉ cần có lý do thôi. Thế còn Quỳnh, mình có ngại yêu xa không Quỳnh? Chắc là cũng có chút chút chị ạ. Có chút chút ha. Đôi lúc mình cần cái gì nhõng nhẽo, không có bạn trai bên cạnh để dỗ dành, để gọi là ga lăng, rồi lo lắng cho mình ha. Rồi, bây giờ chúng ta đã tạm có một vài những thông tin về cái cặp đôi ngồi ở ô cửa màu xanh rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới cặp đôi ở ô cửa màu đỏ. Rồi, xin mời em gái giới thiệu nha. Dạ, em xin chào chị, em xin các tường và chào tất cả mọi người. Em tên là Lan Chi, em sinh năm 95. Hiện tại thì em đang ở nhà trồng trọt và nuôi. Hồi nãy là cái chỗ nuôi vịt đó hả, là nhà mình luôn á hả cơm? Dạ đúng rồi, em nuôi khoảng 200 đến 300 con. Wow. Gà, rất là gà non. Rồi hết vịt đó là bỏ gà lên chơi lên thành phố lại đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì ngoài bây giờ ở dưới quê, ngoài việc mà nuôi gà rồi tập gym rồi lúc rảnh rỗi nữa thì trong nhà em làm gì? Nấu ăn, rồi mình làm mấy đồ handmade chị, giống như là cái
cái dàn chậu hoa treo tường nè, mình làm từ gáo dừa với lại mấy cái cây cổ cổ á, mình làm lại thành một cái dàn hoa treo tường. Bình thường mà lúc không có dịch đó, em ở trên thành phố là em ở quận mấy? Dạ em ở quận 7. Biết hỏi chi không, tính xin chừng nào hết dịch dưới quê lên nhớ đem lên mấy cây đó tặng tôi mê cây cỏ dữ lắm. Okay, bây giờ thì... rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lời giới thiệu của bạn trai ở ô cửa màu đỏ, đó là bạn cuối cùng rồi ha. Em chào chị Cát Tường ạ. À, em tên là Hà Xuân Cường. Trước kia thì em có làm việc và ở dưới Sài Gòn khoảng tầm 7 năm. Tới năm 2018 thì cảm thấy nó không ổn cho nên là em về Lâm Đồng để xây dựng lại sự nghiệp. Ủa, cái bò sữa hồi nãy gặp ai nuôi? Hiện tại thì bò sữa là ba mẹ em đang ở nhà nuôi ạ. Nhà em hiện tại thì đang được khoảng 17 con ạ. Hiện tại thì công việc của em là như thế nào? Hiện tại thì em đang làm quản lý kho hàng cho bên tập đoàn Tô Hoa Sen ạ. Dịch này vẫn làm hả em? Làm online hay là vẫn đi làm bình thường? Dạ, dịch này thì bọn em tập trung ra ngoài chi nhánh ăn, ngủ, ở và làm việc ở ngoài luôn. Trực tiếp tại chi nhánh là không được về nhà. Chúng ta sẽ giới thiệu một chút xíu về tình trường của mình nè, cũng như là cái mẫu người lý tưởng của mình nè. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ hỏi bạn Quốc Khánh trước. Quốc Khánh ơi, mình trải qua mấy mối tình rồi hả Khánh? Em thật ra là cũng trải qua cũng khá, cũng cỡ 3-4 người. Mối tình ấn tượng nhất đó thì chắc chắn là tình đầu của em rồi. Nó ấn tượng không phải là vì quen đầu tiên, mà nó ấn tượng là vì là kiểu như là quen nhau, xong rồi chia tay, xong rồi em với bạn đó quen cũng vài người, xong bắt đầu lại quen nhau lại. Đúng, như kiểu là gọi là luật hấp dẫn đó. Cũng quen đi quen lại tầm 2 lần thôi. Thì bây giờ thì gần như là em với bạn đó gọi là chỉ làm bạn thôi thì... Ok, chị hiểu rồi. Quỳnh ơi, thế Quỳnh thì mình cũng đang ngồi ở ô cửa màu xanh ha, chị sẽ hỏi thông tin của hai bạn luôn. Thì Quỳnh này mình trải qua mấy mối tình rồi Quỳnh? Hơi ngày một chút nhưng mà em chưa trải qua mối tình nào. Có lý do gì, nguyên nhân tại sao mà mình chưa có mối tình nào không? Chia sẻ với chị Tường với. Thật ra cuộc sống của em cũng bận rộn, bận đi học, bận đi làm. Xong rồi xung quanh thì có gia đình, có bạn bè nên là lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ là... Em không có nghĩ tới chuyện tình cảm yêu đương cho đến gần đây. Khi mà công việc bắt đầu đi vào ổn định rồi mới cảm thấy ok, mình cần tìm một nửa của mình để có thể hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn trai là người như thế nào? Kiểu trong tình cảm thật ra thì em cũng hay không biết là có phải mơ mộng một chút không ấy. Nhưng mà em muốn một người nào đấy mà cho em cái cảm giác thân thuộc, sẽ như là... như bố mẹ em ở nhà ấy. Em muốn một người đàn ông nào có thể vừa giống như bố em mà rất là tình cảm, chăm lo cho gia đình, xong rồi thương vợ con. Còn mẹ em thì lại đảm đang, giỏi kinh tế. Thì em cũng muốn một người đàn ông nào đấy có những cái tính chất đấy để cho em được cảm thấy an toàn và gần gũi. Thế thì quay lại với chàng trai của mình là Quốc Khánh, mẫu người lý tưởng của em sao? Em cũng không có một mẫu người lý tưởng hợp suy nghĩ thì mình đến với nhau thôi. Nói chung là nếu mà họ có một vài điểm xấu thì cũng rất là bình thường mà. Thì ai cũng có điểm xấu. Hiện tại thì em cũng cố gắng để có thể phát triển được bản thân á. Tại vì mình phải là một chỗ dựa vững chắc thì những người phụ nữ mà đến bên cạnh mình thì họ mới yên tâm á. Em có ngại yêu xa không? Em bình thường mà, tại vì thực ra là công việc của em thì lâu lâu nó cũng đi lại rất là nhiều. Thế nên là quê quán và họ hàng của em là vẫn ở ngoài Bắc hết. Chỉ có ba mẹ em là trong Nam lập nghiệp thôi. Bây giờ thì Lan Chi ơi, em hãy giới thiệu cho chương trình biết nha. Tình trường của em như thế nào? Dạ chị ơi, em trải qua cũng nói chung là cũng nhiều. Nhưng mà để về sau đậm thì chỉ có hai mối tình thôi. Đó là mối tình hồi đi học, đại học được một năm á chị. Rồi hai người yêu xa. Em thì học ở trên Sài Gòn, bạn đó ở Bến Tre, nên là hai tụi em về vấn đề khoảng cách địa lý á, nên là hai tụi em chia tay. Bạn đó đi lấy vợ. Rồi mối tình thứ hai là gần đây nhất, em với bạn đó quen cũng được 8 tháng mấy, nhưng mà bạn đó có người thứ ba nên là em chia tay bạn đó. Em phát hiện ra hay là ai nói em biết? Dạ em phát hiện ra chị. Giống như là con gái mình nó có linh tính á, khi mà người ta có sự thay đổi là mình bắt đầu mình sẽ biết ngay, mình để ý ngay là mình sẽ phát hiện ra. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ mẫu người bạn trai của em thì phải độc lập về tài chính trước đã, và biết suy nghĩ cho tương lai, chứ không phải là kiểu như là còn ham chơi thì em không thích lắm. Có cái tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không?
đối với em ngoại hình thì không có thành vấn đề, tại vì ngoại hình mình có thể thay đổi được. Em là huấn luyện viên khi mà nên là muốn mập hay ốm gì là em về em huấn luyện hết. Cũng nghe được tiêu chí của em rồi ha. Thế bây giờ quay lại với bạn trai ở cung cửa màu màu đỏ nha. À, Cường ơi, mình kể về tình trường của mình đi Cường. Tình trường em thì chỉ có một mối tình chính thức thôi chị. Còn nữa thì có ba mối nhưng mà không có chính thức ạ. Ba mối mà không có chính thức là sao? Hai mối tình em đơn phương người khác ạ. Còn một mối thì em hai bên không có đến được với nhau ạ. Lý do tại sao không đến được với nhau? Em gặp bạn đó thì bạn đó đã có người yêu rồi. Trời đất ơi. Ủa vậy là có hai người có yêu nhau không? Dạ cũng có nảy sinh tình cảm vậy nhưng mà chỉ duy trì ở mức gọi là bạn bè thôi chứ không có vượt quá gì. Dạ. Hai mối đơn phương và một mối thì anh mãi mãi là người đến sau. Rồi dạ. Bây giờ mình nguyện vọng muốn tìm một cái người dạ. Bạn gái như thế nào nè, tiêu chuẩn như sao nè. Em thì cũng thích mẫu phụ nữ là biết nấu ăn với lại quan tâm đến mọi người với lại biết chăm sóc gia đình đó. Vậy cũng đơn giản ha. Bây giờ thì chị biết là các bạn cũng rất là tò mò rồi. Hồi nãy giờ là các bạn không có được nhìn thấy mặt nhau. Thế thì bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn cùng kết nối và tất cả chúng ta sẽ nhìn thấy nhau và nói chuyện với nhau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mở cửa trái tim. Các bạn thấy nhau chưa? Dạ rồi chị. Ok chị. Em thấy rồi. Không biết là hiện tại cảm xúc của em như thế nào hả Cường? Dạ, cảm xúc của em hiện tại cũng hơi hồi hộp chút chị. Em thấy thì bạn nữ màu đỏ thì nhìn có vẻ khá là cá tính. Bạn nữ bên màu xanh thì cảm giác là đầm tính hơn, có vẻ là dịu dàng. Rồi còn Khánh, cảm xúc của Khánh hiện tại như thế nào Khánh ơi? Cũng giống với anh Cường là thấy bạn màu đỏ thì nhìn hòa đồng với nhìn trông năng động. Còn bạn mặc áo màu vàng thì đúng là người phụ nữ của gia đình luôn á, nó nhìn trông dịu dàng. Thế thì Như Quỳnh, cảm xúc của em hiện tại như thế nào khi nhìn thấy hai chàng trai của chương trình? Đầu tiên là thấy vui chị ạ, thấy hai bạn rất là kiểu sáng sủa đẹp trai, khá là uy nhìn ạ. Với cả em hơi kiểu các bạn nhận xét về em là phụ nữ của gia đình với nhẹ nhàng thì chắc nó chỉ đúng một phần thôi chị. Sao hôm nay chắc mặc cái váy này đâm ra là nó hơi nhẹ nhàng xíu, thì bình thường em không được nhẹ nhàng. Ok, vậy một lát nữa mình trao đổi, mình cứ thể hiện để người ta có thể thấy rõ được cái tính cách của mình nha. Vậy thì còn Lan Chi, cảm nhận của em như thế nào ngay giờ phút này? Dạ, em chào tất cả các bạn. Thì em thấy hai bạn nam đẹp tí giống em. Mới bước đầu là em thấy hai bạn nam nhìn cũng đẹp trai, nhưng mà bạn áo trắng thì nên tăng cân xíu tại vì bạn hơi ốm. Là bạn ở ô cửa màu đỏ đó phải không? Là nên ăn chút xíu phải không? Hơi ốm đúng không? Dạ, đúng. À, anh ở ô cửa màu đỏ đó là anh Xuân Cường đó, anh nuôi bò sữa đó, cũng có thú chăn nuôi giống em đó. Rồi, thế thì bây giờ để cho các bạn dễ trò chuyện với nhau nè, dễ hiểu được nhau nè. Bây giờ chị Tường sẽ ra chủ đề của ngày hôm nay để rồi cả bốn chúng ta cùng nhau trao đổi nha. Nếu lấy chồng, bạn sẽ chọn người thế nào? Lương 5 triệu, biết chăm con, giúp đỡ vợ, hiền lành, sợ vợ. Lương 50 triệu, nhát việc nhà, gia trưởng, lười chăm con. Chà, cái này khó à nha. Tao nói cuộc đời không có gì là hoàn hảo hết, được cái này phải mất cái kia. Và cuộc đời nó có những lúc nó bắt ta phải lựa chọn rất là éo le. Lan Chi, em hãy nói quan điểm của mình trước cho chị Tường nghe, với mọi người cùng nghe nè. Dạ, em chọn là lương 50 triệu nhưng mà nhét việc nhà, gia trưởng và lười chăm con. Tôi thích cô này nè, lý do tại sao em lại chọn như vậy? Dạ, tại vì á, cuộc sống của mình á, thì phải bây giờ nó càng khó khăn với lại dịch bệnh nữa, nên là em nghĩ là lương nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn việc để mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm chăm con phụ mình. Ngoài ra mình có thể
có tiền để mình đi làm đẹp cho bản thân. Lương em ơi, vậy là em tưởng tượng đó, em ước mơ nó đẹp quá rồi. Em phải nên nhớ cái ông làm ra 50 triệu đó là cái ông đó rất là gia trưởng. Ông quan điểm của ông phụ nữ là phải ở nhà làm việc hả, chứ làm gì có cái vụ đưa cho em 50 triệu để em đi ra ngoài tung tăng làm đẹp. Cái người chồng gia trưởng là cái người chồng chỉ muốn vợ ở nhà chăm sóc cho con cái, quán xuyến việc nhà, chưa chắc ổng cho tiền để mà mướn người giúp việc nữa nha em nha. Sao à, dạ vậy nhưng mà em cũng chọn đáp án đó, lương 50 triệu. Em sẵn sàng ở nhà là làm việc nhà và chăm con đúng không? Dạ đúng rồi. Một cái quyết định rất là quyết liệt, rất là khẳng khái, có nghĩa là chấp nhận có thể cực khổ một chút xíu, bắt đầu bù tóc rối một chút xíu, nhưng mà trong túi có tiền, gia đình có tiền rồi. Bạn Như Huynh, em thì lựa chọn như thế nào và cho chị biết tại sao em lại lựa chọn như vậy? Còn nếu mà để mà phải chọn ấy, thì em sẽ chọn là người nào thương em. Ở đây chưa có nói tới vấn đề thương hay không thương, nhiều khi anh nào cũng thương hết trơn á, anh nào cũng thương vợ đó. Thì nếu mà một người lương 5 triệu, thế nhưng mà ở tương lai họ có thể có chí tiến thủ, họ sẽ kiếm được nhiều hơn, thì em sẽ chọn. Còn nếu mà lương 5 triệu, thế nhưng mà người ta lại có tư tưởng là an toàn, không chịu phấn đấu, rồi nghĩ như vậy là đủ thì em sẽ không chọn. Còn với một người lương 50 triệu, người ta làm ra cần lấy tiền một tháng thì có nghĩa là người ta sẽ phải dành rất là nhiều thời gian cho công việc, sẽ không có thời gian để làm việc nhà, rồi cũng không có thời gian để chăm con. Vì không có thời gian nên mới dẫn đến cái lý do đấy thì em chấp nhận được. Còn nếu mà cậy là tôi làm ra tiền nên là những cái phần kia tôi không làm ấy, thì không thể chấp nhận được cái đoạn đấy ạ. Còn hai người đàn ông như nhau, người lương 5 triệu, người lương 50 triệu, thì em phải hiểu cái người 5 triệu là người ta không có ý chí tiến thủ rồi, người ta sợ vợ và chỉ ở nhà phục vụ vợ con. Còn cái người 50 triệu giống như em nói là đúng rồi đó, ta phải đầu bù tóc rối với công việc, người ta mới ra được cái lương 50 triệu. Và như vậy thì người ta về đến nhà là người ta chỉ là công việc cá nhân, nghỉ ngơi hoặc là thư giãn, giải trí một chút xíu. Nó là như vậy, em chọn đi. Thế thì chắc là em sẽ chọn lương 5 triệu, thương vợ thương con, làm việc nhà. Tiền thì em có thể kiếm được, thế nhưng mà em muốn tự chủ trong cuộc sống của mình. Nếu mà sống với một người mà không thương mình mà lại còn gia trưởng như chị nói thì chắc là em không sống nổi á. Có nghĩa là em sẵn sàng, em nghĩ rằng là mình có thể có tạo ra được cái thu nhập hỗ trợ cho chồng mình, nếu chồng mình làm lương thấp hơn mình cũng không ngại. Nếu mà bắt buộc phải chọn thì em sẽ chọn như thế. Còn nếu mà ok để chọn thì chắc em phải vậy chị ạ. Ở vậy luôn, khỏi chọn ai hết phải không? Rồi sao hai chàng trai của tôi ngày hôm nay sau khi nín khe nghe sự lựa chọn của hai cô gái thì bây giờ đến phiên hai anh phát biểu nè, hai anh thì có suy nghĩ như thế nào? Nói chung là cái câu hỏi đó cũng khó đó, tại vì cơ bản là em thấy là những người như vậy là chắc là không có trên đời đâu. Còn nếu mà gặp trường hợp thật sự mà phải chọn lựa giữa lương 5 triệu và như kia và lương 50 triệu và như này á, thì theo em thì em vẫn thích bạn nữ mà chọn lương 50 triệu hơn. Vì mình cứ thực tế đi, lương cao xong rồi về mình thay đổi người ta cũng được mà. Thật ra khó nhưng mà là có đó. Tụi em nó không có là không đúng đâu. Trên thực tế là có rất nhiều như vậy. Và cái người làm chủ kinh tế người ta chỉ muốn những người khác phải phục vụ mình thôi. Bản thân tại sao chị Tường phải ở một mình, chị Tường ế? Tại vì chị làm chủ kinh tế mà, chị làm ra tiền mà, cho nên chị cũng muốn cái người bạn trai của chị cũng phải phục tùng những cái suy nghĩ của chị. Cái người đàn ông đó của chị không có được can thiệp quá sâu vô những cái quyết định của chị. Cái những cái người chồng mà thành đạt cũng vậy đó tụi em. 50 triệu rồi đó là em thoải mái rồi. Đó, thì em ở nhà đi, em đừng không cần phải đi làm. Em đi làm sao mà tôi đi làm rồi, em đi làm rồi con ai coi. Những cái quan điểm người ta gia trưởng là như vậy. Còn ngược lại, chị nói thẳng luôn, cái chàng trai mà đã 5 triệu mà đã ở nhà là đã không có chí cầu tiến rồi. Cái người vợ đó là cái người vợ đã nắm quyền rồi. Mà người vợ nắm quyền thì nó quay lại trường hợp giống như chị đúng không? Chứ 5 triệu giờ sao sống? Cuộc đời nó là như vậy, có rất nhiều luôn. Và khi mình không có chọn được cái người phù hợp thì ở vậy gọi là ế. Đấy, ế. Mình may mắn lắm, mình mới gặp được một cái người cùng quan điểm để cùng yêu thương chăm sóc. Rồi, ý của Cường thì như thế nào? Bây giờ đồng ý là tiền rất là quan trọng, nhưng mà không phải có tiền là có tất cả chị. Theo quan điểm như vậy chị nói á, thì em thấy là ảnh chỉ đi làm về xong rồi ảnh quăng cho chị, cho vợ một cục tiền đó, còn tất cả các công việc ở trong gia đình là vợ là người làm hết. Cuộc sống như vậy á, thì đồng ý là có thể thời gian đầu á, thì mọi thứ nó sẽ bình thường, nhưng mà về lâu về dài á, thì trong cuộc sống gia đình nó sẽ xảy ra nhiều cái mâu thuẫn. Tức là không phải là ăn kiếm tiền nhiều là có thể là gia đình nó sẽ êm ấm hoặc là nó được lâu dài. Còn mà bên vế của cái anh chàng mà làm lương 5 triệu một tháng mà biết phụ giúp chăm lo cho gia đình này kia,
thì đồng ý là có thể là cuộc sống vật chất nó không được đầy đủ, vợ là người kiểu người cầm cán và người gọi là người đưa ra quyết định chính ấy. Có thể là anh chồng thì anh phải kiểu hạ thấp mình chút, nhưng mà em nghĩ là ở bên vế này thì cuộc hôn nhân nếu mà nói về cuộc sống gia đình ấy, thì nó sẽ bền lâu hơn lại với lại cái anh mà bên 50 triệu. Tại vì bây giờ đâu phải có tiền là mình sẽ hạnh phúc được đâu. Cuộc sống nó cũng khó nói lắm. Nhiều khi mình nghĩ vậy nhưng mà trên thực tế nó không có giống như vậy. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ riêng của các bạn. À, tôi cũng mong muốn có chàng trai nào hơi chịu khó, chịu lép vế với tôi chút xíu thôi. Trời ơi, là sống chung với nhau là hạnh phúc rồi. Chứ bây giờ mình kiếm cái người ở đâu mà vừa đẹp trai, vừa thành đạt, vừa có tiền, vừa yêu thương mình nữa. Ở đâu ra? Không có đâu. Thế thì nãy giờ cũng lắng nghe nhau hết trơn rồi. Giờ chị Tường muốn các bạn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau một chút xíu nè. Em cũng muốn đặt câu hỏi cho bạn, hai bạn luôn ạ. Em ở Lâm Đồng chẳng hạn, ví dụ hai bạn ở, một bạn ở Sài Gòn với một bạn ở ngoài Hà Nội á, thì ví dụ như là hai bên mà đến được với nhau á, thì hai bạn có chấp nhận là ví dụ mình về Lâm Đồng làm dâu? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì em cũng muốn hỏi lại bạn nè. Ví dụ như là nhà gái có đủ điều kiện để mời bạn nam sống chung với gia đình vợ luôn thì bạn nam suy nghĩ như thế nào? Ở chỗ gia đình vợ thì đủ điều kiện để cho mình lập nghiệp luôn á. Cái đó thì theo anh nghĩ thì nó tùy thôi. Ví dụ như gia đình anh hiện tại thì nói chung là điều kiện cũng khá là đầy đủ, cũng không thiếu gì hết. Và gia đình bên đó cũng điều kiện cũng đầy đủ, không thiếu gì hết, thì kiểu hai bên mà đến được với nhau hoặc là muốn tiến xa hơn á, thì chắc lúc đó sẽ thảo luận lại. Mình có thể thảo luận đưa ra một cái phương án mà hợp lý nhất. Thì nếu như là hai người yêu nhau thì nói chung sẽ tìm ra cách để mình có thể ổn thỏa hai bên. Cái đó là, nhưng mà trước mắt thì hai người phải yêu nhau đã. Thôi được rồi, như đó là để hiểu cái suy nghĩ cũng như là cái quan điểm sống của các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cái gì cho nó vui vẻ lên một xíu nè. Đó, để mà chúng ta bắt đầu đi đến cái phần quyết định chọn lựa. Bây giờ mình có quà tặng dành cho nhau đi. Chi? Em có thể phép tặng. Nền như mô tô không phải thương sát nhau hôn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua chấm em mình bao tiết luôn trái tim và ta nhặt lại từng cây thành dưới em vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã mất dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Cây em như hoa nhạt màu anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi qua mỗi tình. Dạ em xin hết ạ. Còn Quỳnh ơi, mình tặng một món quà gì cho chương trình đi nè. Thật ra thì em không có năng khiếu về mấy khoản này lắm, chi hát hay quá và chắc là em cũng sẽ tặng mọi người một đoạn nhỏ thôi trong bài hát mà em yêu thích. Okay. Thì bài hát này cũng nói okay. một cái kiểu như là mỗi người đàn ông mà em sẽ chọn ấy, kiểu người em thích trong bài Like My Father của Jack. I need a man who patient and kind, get out of the car and holds the door. We wanna dance in living room light, waiting a sunny for man grow. Always someone who make me feel young, I need a man who loves me long. My father loves my mom. Em xin hát ạ. Wow, dễ thương. Rồi, hai bạn trai tôi đơ hình rồi phải không? Hai bạn nữ cũng rất là tuyệt vời ạ. Hát, bạn nào hát cũng hay hết ạ. Bạn nào cũng xinh hết. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái phòng 3 của chương trình với tên gọi là Khoảnh Khắc Quyết Định. Các bạn sẽ có biểu tượng trái tim màu xanh
trái tim màu đỏ và cái biểu tượng mặt cười. Sau 5 giây các bạn đưa ra cái quyết định của mình. Nếu mình muốn hẹn hò đối phương ở cái ô cửa màu nào thì mình sẽ đưa cái trái tim màu đó lên. Nếu như các bạn cảm thấy là hôm nay chưa tìm được một tiếng nói chung với ai đó hết thì mình có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Đó là quyền của các bạn. Bây giờ Tường muốn kiểm tra lại là các bạn đã có đủ 3 cái biểu tượng này trước mặt mình chưa? Dạ rồi chị. Ok. Em có đủ rồi chị. Các bạn sẽ nhắm mắt lại. Sau 5 tiếng đếm 5 giây của chị Tường thì các bạn cùng đồng loạt đưa cái biểu tượng của mình lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Xin mời cả 4 bạn nhắm mắt lại. 1 2 Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình và đưa ra sự quyết định cho đúng đắn. 4 Không biết là có phải mơ mộng một chút không ấy, nhưng mà em muốn một người nào đấy mà cho em cái cảm giác thân thuộc. Và 5 Em muốn một người đàn ông nào có thể vừa giống như bố em mà rất là tình cảm, chăm lo cho gia đình, xong rồi thương vợ con. Hợp suy nghĩ thì mình đến với nhau thôi. Em nghĩ là luôn nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn chị cái mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm con phụ mình. Tại vì bây giờ đâu phải có tiền là mình sẽ hạnh phúc được đâu. Xin mời biểu tượng của cả 4 bạn. Cười, còn bên đây mặt cười luôn hả? Ôi trời ơi, sao ngày hôm nay các bạn cười nhiều vậy? Chỉ có bạn Quốc Khánh là đưa trái tim màu đỏ mà thôi. Như vậy có nghĩa là 3 bạn còn lại chưa có cảm thấy rung động hoặc là chưa có cảm thấy tìm được tiếng nói chung với bất kỳ ai ở trong chương trình hết. Lan Chi, tại sao mà em không chọn được chàng trai nào trong chương trình ngày hôm nay? Dạ, như là em đã chia sẻ ngay từ đầu là em không thích yêu xa. Em nghĩ là mình làm bạn sẽ tốt hơn. Nhưng mà em mai mốt hết dịch thì em cũng lên thành phố mà, thì sao em không chọn anh Quốc Khánh? Bạn Quốc Khánh thì bạn cũng rất là tốt, nhưng mà về cái quan điểm thì nó không có đồng điệu với em lắm, nên là em chưa có cảm xúc cho lắm nên là em không chọn. Em là một cô gái rất là thẳng thắn và rất là mạnh mẽ. Còn Quỳnh thì sao? Hồi nãy giờ ai cũng là khen em hết trơn á, mà chị tưởng nó thể nào em cũng sẽ chọn được một trong hai anh, sao cuối cùng em cũng không chọn anh nào vậy Quỳnh? Với em thì khoảng cách hay là độ tuổi thì nó cũng không hẳn là một lý do quan trọng ấy, mà quan trọng là thời điểm hiện tại em không cảm nhận được cái sự muốn tìm hiểu của hai bạn ấy đến với em ấy. Em quyết định là cười với cả hai bạn thôi ạ. Thế còn Khánh ơi, khi mà Khánh đưa trái tim ra, chọn Khánh là người duy nhất đưa trái tim màu đỏ, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng không có được kết đôi với nhau, thì không biết là Khánh suy nghĩ như thế nào? Thực ra là trong hai bạn thì nói chung là kiểu gì thì em cũng sẽ chọn một trong hai bạn, là tại vì em cũng không có khái niệm là có cái mặt cười nữa. Thì em thấy bạn áo đỏ thì được hơn thì em chọn bạn áo đỏ thôi. Thế còn Cường là như thế nào Cường? Em có suy nghĩ gì trong lúc này? Hai bạn nữ thì cũng đều, bạn nào cũng đều tốt hết ạ. Nhưng mà em nghĩ khoảng cách nó hơi xa, cho nên là em cũng hơi ngại cái chuyện đó một chút ạ. Tường cũng rất là tiếc, ngày hôm nay Tường cũng cố gắng hết sức. Tại vì nhìn cái giao diện bên ngoài thì các bạn đều là trẻ, năng động, đều xinh đẹp như nhau hết. Nhưng mà chỉ một ít thời gian không đủ để chúng ta hiểu được và cảm nhận được nhau. Cũng xin chúc cho 4 bạn sẽ tìm được cái duyên của mình, sớm tìm được một nửa yêu thương nha. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình, có một chút tiếc nuối trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Nhưng mà không sao cả. Và đến với chương trình ghép đôi thần tốc thì dù các cặp đôi không có thành công, các bạn ấy không hẹn hò với nhau, nhưng mà nhãn hàng John một giặt hai trong một, giặt và xả tất cả trong một, cũng sẽ dành tặng cho mỗi người tham gia chương trình mỗi người là 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 quý vị nha. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCD Media. Mọi người hãy tải ứng dụng Netlove để được theo dõi chương trình một cách nhanh nhất quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ cho chương trình, giúp cho các bạn ở mọi miền có thể kết nối được với nhau trong chương trình. Xin cảm ơn và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.